xem là cô nàng này sẽ nhắn tin cho các cái boy này như thế nào đây. Nhưng mọi người hay lên Tinder ấy, các bạn trai ấy, thường là sẽ chủ động nhắn trước đúng không? Nhưng mà kiểu giả sử mà có những cái trường hợp vồ vập quá ấy, thì Vi sẽ thích những cái người tấn công vồ vập như thế hay là thích những cái người mà có một cái kiểu rụt rè hơn? Thì Vi nghĩ là khi mà một người đàn ông vồ vập quá thì cũng không tốt, mà người đàn ông kiệm lời quá thì cũng không tốt. Nói chung là nó phải vừa đủ ở giữa để cho tiết chế lại thì mới hợp với chị em phụ nữ của mình. Đúng, thế nên là các bạn nam hay cả bạn nữ luôn, lên Tinder nếu như mà cách tốt nhất thì chúng ta vẫn nên bắt chuyện một cách thật là lịch sự và thật là tinh tế. Đừng quá vồ vập nhưng mà cũng đừng quá là đóng lòng mình.